Rafa. Kính mời tất cả chư vị cùng chúng tôi dâng lời cầu nguyện. Cầu nguyện cho Đức Quốc Công Đào Minh Quân Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sớm giải thể Tà Viện Cộng sản Việt Nam. Cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam sớm thoát khỏi ách thống trị tàn bạo Tà Viện Cộng sản Việt Nam. Cầu nguyện cho dân tộc Hoa Kỳ đạt thành ý nguyện. Cầu nguyện cho Đảng Cộng sản Việt Nam sớm quay về với chính nghĩa quốc gia sẽ được đối xử tử tế. Cầu nguyện cho người chị tại Việt Nam sớm hồi phục và bình an. Lạy Đấng Tối Cao Thượng Đế Trời Phật và Hồn Thiên Sông Núi các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước. Xin phù hộ độ trì ban phước lành cho chúng con. Xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát khỏi cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan đoàn kết nhận nại can đảm sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc vinh quang trường cửu mọi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời thượng nhương thánh đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính.
Sống thì phải cho lẫm liệt mà thép cũng phải đáng tự hào bất khuất và hùng anh. Đúng theo gương sen của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tiên sinh. A Di Đà Phật. Kính cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi dâng lời cầu nguyện. Và bây giờ mời tất cả chúng ta cùng cầu kinh. Maha Bekanche,
Raja sembuhkan Yesus. Daya jauh bekanci, bekanci, maha bekanci, Raja sembuhkan Yesus. Daya jauh bekanci, bekanci, maha bekanci, Raja sembuhkan Yesus. Daya jauh bekanci, bekanci, maha bekanci, Raja sembuhkan Yesus. Daya jauh bekanci, bekanci, maha bekanci, Raja sembuhkan Yesus. Daya jauh bekanci, bekanci, maha bekanci, Raja sembuhkan Yesus. Daya jauh bekanci, bekanci, maha bekanci, mera sembuhkan Yesus. Daya jauh bekanci, bekanci, maha bekanci, Raja sembuhkan Yesus. Jauh bekanci, bekanci, maha bekanci, mera sembuhkan Yesus. Daya jauh bekanci, bekanci, maha bekanci, mera sembuhkan Yesus. Daya jauh bekanci, bekanci, maha bekanci, mera sembuhkan Yesus. Daya jauh bekanci, bekanci, maha bekanci, Raja sembuhkan Yesus. Daya jauh bekanci, bekanci, maha bekanci, Raja sembuhkan Yesus. Daya jauh bekanci, bekanci, maha bekanci, Raja sembuhkan Yesus. Daya jauh bekanci, bekanci, maha bekanci, Raja sembuhkan Yesus. Daya jauh bekanci, bekanci, maha bekanci, Raja sembuhkan Yesus. Daya jauh bekanci, bekanci, maha bekanci, Raja sembuhkan Yesus. Daya jauh bekanci, bekanci, maha bekanci, Raja sembuhkan Yesus. Daya jauh bekanci, bekanci, maha bekanci, Raja sembuhkan Yesus. Daya jauh bekanci, bekanci, maha bekanci, Raja sembuhkan Yesus. Daya jauh bekanci, bekanci, maha bekanci, Raja sembuhkan Yesus. Daya jauh bekanci, bekanci, maha bekanci, Raja sembuhkan Yesus. Daya jauh bekanci, bekanci, maha bekanci, Raja sembuhkan Yesus. A Di Đà Phật. Kính cảm ơn các chư vị đã tương tác cùng chúng tôi dâng lời cầu nguyện. A Di Đà Phật. Quý vị hôm nay trong nước khỏe không? A Di Đà Phật. Đất nước chúng ta thật sự vô cùng đau khổ. Chúng tôi cần tha thiết cầu nguyện đến các vị thần linh, thánh linh và chân lý Thượng Đế Trời Phật cùng
quốc dân giải thể tà quyền cộng sản Việt Nam sớm thoát khỏi các tai ương và cùng nhau hưởng lộc trời trong thời thượng nhân thánh đức đang đến. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta xin phép trở lại chương trình sinh hoạt. Khi quốc dân mà chúng ta gọi là thiên hạ, thiên hạ tức là ông trời con ở dưới đó, ông trời nhỏ, ông trời ở dưới thấp. Chúng ta có thiên thượng và chúng ta có thiên hạ. Vậy thiên hạ sẽ giữ một cái chức quyền gì? Xin thưa, ở trên dương gian, ở trên thượng đế, đức thượng đế uy quyền và giữ cái ngai quyền ở trên thượng giới như thế nào thì thiên hạ chúng ta ở dưới hạ giới cũng giữ cái địa vị cũng quan trọng như ngài thượng đế ở trên thượng giới. Chúng tôi sở dĩ thưa như thế để cho quý vị nhìn thấy cái trách nhiệm rất là thiêng liêng của chúng ta ở hạ giới. Quý vị luôn nói rằng là mình cứ nhỏ quá, mình không có khả năng gì. Quý vị làm to rồi, quý vị tìm cách trốn cái trách nhiệm đó. Quý vị đâu có phải là nhỏ đâu. Quý vị được trời sinh ra theo như hình hài của ngài đó mà. Quý vị đâu có người nhỏ đâu, tại quý vị là tự mình đánh mất đi cái bản năng và cái giá trị của mình. Quý vị mang một cái trọng tội to lớn. Tại sao chúng ta lại đánh mất cái giá trị của mình vậy? Khi chúng tôi đề cập đến cái trách nhiệm của đất nước thì quý vị nói: ôi chúng tôi nhỏ bé quá, chúng tôi làm được cái gì? Không đâu, quý vị không phải nhỏ bé đâu. Nếu quý vị nói như thế thì ở trên thượng giới các vị thần linh khác nói: ôi tôi cũng nhỏ quá, chẳng hạn như ông Thiên Lâu thí dụ nói: tôi nhỏ quá, tôi đâu có làm gì được đâu. Đâu có đúng đâu, có đúng không? Nhưng mà tại vì quý vị cảm thấy thiếu trách nhiệm này, cho nên chúng ta cứ lặng hụp mãi đi thôi. Nếu mọi người chúng ta đều có cái trách nhiệm mà trời đã đặt cho chúng ta khi chúng ta chào đời, đâu phải tự nhiên quý vị sinh ra con người đâu, quý vị sống ở trên mặt nào đâu phải tự nhiên, không phải tự nhiên gì cả đâu quý vị. A Di Đà Phật. Tất cả đều có hữu duyên mà được nên, chứ không phải quý vị khi nhắc đến cái trách nhiệm quý vị nói: chúng tôi nhỏ xíu như hạt cát vậy, như viên giọt nước vậy, chúng tôi làm được gì? Nhưng mà quý vị hãy nhìn xem những cái bãi sa mạc hùng vĩ kia. Quý vị bốc lên một nắm cát, quý vị nhìn thấy từng hạt cát đúng thật. Bởi từng hạt có hạt cát đó mà nó làm nên cái dãy sa mạc hùng vĩ đó. Cho nên đừng có đánh mất đi cái giá trị của mình. Đương nhiên một biển nước nếu mà bốc lên từng hạt thì nó có từng hạt nước một ở trong đó, mà từng hạt nước một nó làm lên cả biển nước. Quý vị thấy mỗi lần nước dâng lên là cái ông Noe ông cũng phải là đóng thuyền chạy trốn cơ mà, đúng không? Cho nên đừng có xem mình là nhỏ bé. Quý vị có khả năng đầy đủ, quý vị có cái trách nhiệm làm những cái mà có khả năng trong phạm vi khả năng của mình. Cho nên từ đây tới đi mong rằng quý vị hãy nên thức tỉnh. Quý vị đâu cần thiết phải rình với quả núi đâu, nhưng quý vị không có thể nói rằng là tôi không rình được một cái viên sỏi nhỏ
không? Quý vị khi mà tai ương đến, quý vị đâu có cầm cầm gậy cầm búa ra ngoài xã hội để mà ngăn chặn tai ương đâu. Nhưng quý vị có thể ngồi trong nhà được, có đúng không? Và cầu nguyện. Mỗi một ngày chúng ta cầu nguyện một lời thánh hiền, chúng ta cứu biết bao nhiêu sinh linh, nhiều lắm. Quý vị đâu có đếm hết đâu. Khi quý vị có một lời cầu nguyện, thành tâm cầu nguyện, một người la làng không ai nghe. Chẳng hạn có mình tôi ngồi đây tôi la làng lên ít có ai nghe, mà giả dụ 5-10 người cùng nhau la làng lên sẽ có nhiều người nghe, đúng không? Cái việc cầu nguyện của chúng ta cũng tương tự như thế. Một lời cầu nguyện trên thượng giới không nghe, nhưng mà nhiều người cầu nguyện thượng giới sẽ nghe. Và lúc đó chúng ta cùng nhau gánh cái tai họa trút đổ xuống một nơi nào đó, nó nhẹ nhàng như thế đó. Nặng bởi vì chúng ta không đồng lòng, không hiệp lực, không vững tâm, nhất là không có niềm tin A Di Đà Phật. Xin phép. Quý vị ok, coi như là quý vị không có khả năng ngồi cầu nguyện đi, quý vị nói ngồi một nơi cầu nguyện khó khăn quá. Ok, quý vị đi đi chơi được, quý vị cũng làm nên một việc nữa. Quý vị đi chơi, đi lái xe đi chơi cũng được nữa, nhưng mà phải có niềm tin. Đó là cách nhẹ nhất, cái cuối cùng nhất mà quý vị không làm được thì thôi, tai ương nó đến bỗng nhiên ở đâu, nó không đến, nó không đến thằng A thằng B, mà nó đến ngay nơi mình chết thì chết, đúng không? Có cái việc đó là nhỏ nhất rồi. Nếu mà nói tới cầu nguyện, quý vị nói trời ơi, ngồi lâu quá cầu nguyện không được, muốn đi chơi ok đi chơi cũng được đó, nhưng mang theo cái niềm tin rằng khi lời cầu nguyện của mình sẽ được Thượng Đế nghe, cầu xin của mình sẽ được Thượng Đế nghe. A Di Đà Phật. Quý vị phải có niềm tin. Ngày xưa chúng tôi đi vượt biển, chúng tôi đâu có biết gì về ghe thuyền nước đâu. Lần đầu tiên mình thấy ghe thì sóng nước mình hoảng lên, nhưng mà mình nói không, chúng tôi có niềm tin rằng chúng tôi đi tìm tự do, mà chúng tôi đâu phải đi ăn cướp đâu. Chúng tôi đã cầu nguyện ra khơi đi tìm tự do, là đó là chúng tôi giữ mãi cái việc là cầu nguyện đi tìm tự do nhiều đó. Chúng tôi không biến mình thành cái máy ghe để cho chạy vững chãi trên mặt sóng biển, chúng tôi không biến mình thành chiếc ghe lớn để đi đi trên sông nước, mà chúng tôi giữ cái niềm tin lúc còn trên bờ của nước Việt Nam rằng chúng tôi sẽ đi vượt biển và sẽ thành công. Nhất định phải thành công rồi, tại vì chúng tôi có đi thì phải có đến, thì cái tâm chúng tôi là vậy. Chúng tôi nguyện nói, có đi thì chắc có đến chứ, làm gì đi mà không đến, nếu đi không đến làm gì mà Thượng Đế cho mình có được hai cái cẳng được, hai cái chân được. Khi mình có hai chân là Thượng Đế nói, đây là hai chân Ngài tạo ra nên để đi, mà đi thì phải đến. Thì chúng tôi đi và chúng tôi đến và chúng tôi được tân ngày hôm nay. Cũng có nhiều người cũng đi vậy mà không đến, nó cũng có xảy ra nữa. Bởi vì khi người ta đi được ngồi lên trên thiền thảnh thơi thoải mái, được đi 2-3 ngày người ta cảm thấy thảnh thơi thoải mái quá, sướng quá, đi gì đâu mà đi ngồi ghê không, rồi cứ nghĩ rằng chút nữa có tàu lớn tới Ninh Quốc, cái quên đi
cái niềm tin của mình nổi lo câu cá lên ăn không à, quên mang theo niềm tin, niềm tin bỏ theo bột bèo nước đi đâu mất tiêu. Rồi chút nữa A Di Đà Phật khải tặc tới nó quậy một trận tâm văn hết đó. Cho nên xin thưa quý vị, chúng ta nên có cái niềm tin. Chúng tôi niềm tin sao mà nó đâu có nặng nề gì đâu mà bảo người ta có cái niềm tin, người ta nói sao cũng khó nữa. Sao mà hồng trần chúng ta cái gì cũng khó hết, đọc kinh cũng khó, cầu nguyện cũng nó khó nữa, rồi bây giờ không có chút niềm tin cũng nó khó luôn. Cái gì cũng khó là sao, có cái gì dễ đâu. Nếu quý vị mà không có niềm tin, vì không làm được cái gì cả. Bởi vì cái niềm tin nó là làm gọi là nội lực. Chứ không phải là chúng ta muốn làm cái gì để được thành công mà mất đi hết cái niềm tin, cái nội lực ở bên trong. Mình đâu có thành công được đâu. Ông thầy của tôi đó, ông có kể một câu chuyện mà biết tới bây giờ tôi cũng muốn chỉ kể sơ cho quý vị nghe mà tôi không dám được kể hết, tại vì ngài rất là nghiêm khắc. Ngài có kể cái câu chuyện là cách thức xây cái kim tự tháp ở bên Ai Cập. Mà cái kim tự tháp là một cái hiện tượng mà khoa học tâm tiếng ngày hôm nay bo tay trong cồn, không có nước nào, một ông nào có khả năng tìm ra cái cách thức mà xây cái kim tự tháp lịch sử của nhân loại. Có một lần chúng tôi được biết là có một cái hội người ta thành lập nên để nghiên cứu về kim tự tháp ở bên Ai Cập, và kêu gọi từng quốc gia trên thế giới hãy nạp, hãy cống hiến một mô hình cách thức vận tải những hòn đá và mô hình xây lên kim tự tháp. Hết quốc gia này tới quốc gia nọ, tôi nói đùng đùng gỡ quốc gia Na Uy mà tôi đang ở nè, người ta cũng gỡ lên hai mô hình. Cái mình nói chà, quốc gia Na Uy sao mà giỏi quá ta. Rồi người báo đăng, rồi báo công nhận, nhà báo cũng ghê gớm nha. Họ thổi phồng lên cái mô hình của nước họ, họ thổi phồng giống như thật kìa. Rồi cái băng đăng báo lên nói, ô mô hình kia là đúng rồi đó, đúng là cái mô hình đó là mô hình có khả năng là diễn tả được cái ngày xưa 5.000 năm về trước, người ta dùng cái mô hình đó để người ta diễn tải những cái đăng đáp khổng lồ để xây kim tự tháp mà ngày hôm nay chúng ta vẫn còn nhìn thấy ngoài sa mạc. Ai Cập, bên cạnh dòng sông Nile, nói bên cạnh cho nó cũng xa lắm. Nhưng mà cuối cùng là sao? Chẳng có cái mô hình nào, chẳng có cái mô hình nào đạt được cả. Bởi vì quý vị làm việc về khoa học quá, có nhiều cái hiện tượng mà quý vị cái lấy khoa học quá. Ok, khoa học thì chứng minh được ok đi, nhưng mà có những cái mà quý vị không thể nào đi khoa học chỉ con siêu siêu à. Khoa học biết về con siêu siêu à. Mà có những cái hiện tượng mà chúng ta cần phải nên nói rõ, đó là những vật vô hình thì khoa học làm sao chứng minh được à. Thì ông thầy tôi ông mới nhắc tôi rằng là tôi có còn nhớ trong Kinh Thánh khi mà Chúa Giê-xu ông mới nói cái người mà mang, ông nhìn thấy cái giỏ bánh mì hết rồi, còn chỉ có một bổ một, mà chung quanh người thì còn rất là đông người chưa có được mua bánh mì. Thì Chúa nói, này người bán bánh mì, cho ta xem cái ổ bánh mì. Thì Ngài cầm lên ổ bánh mì, Ngài nhìn ở trong ổ bánh mì, rồi Ngài để lại ổ bánh mì. Và bỗng nhiên nguyên cái giỏ cà xé từ bánh mì đầy bánh mì. Ông thầy tôi nói, cái đó không phải là thánh thần gì làm cả.
không phải là ảo tưởng gì cả, đó là sự thật, đó là khoa học đó, mà khoa học bình thường không nhìn thấy. Bởi vì Ngài là một nhà khoa học gia vĩ đại của thế giới, của Thượng Đế. Cho nên Ngài nhìn vô ốm mình, Ngài biết nó có bao nhiêu cái chất lượng trong đó, từ bột, từ nước, rồi lấy hết dưỡng khí ra thì còn thanh khí, nó trở thành cái ốm mì chính. Nhưng mà cái cách thức cô làm, bởi vì Ngài là người siêu nhiên, Ngài rất là tài giỏi, chứ đâu phải là dùng phép tắc gì đâu. Thầy tôi nói Đức Chúa Giêsu không có dùng phép tắc, nhưng mà bởi vì Ngài là một người siêu nhiên, Ngài tài giỏi. Mà thật, bất cứ cái thứ gì nó cũng nằm trong là một trăm mấy chục cái nguyên tử. Chắc mà mình học ở trong cái bản tuần hoàn khoa học mà lúc nhỏ mình đang học đó, tất cả cái sinh vật gì ở trên đời này là cũng chất chứa cái nằm ngọn gọn ở trong một trăm mấy chục cái chất là căn bản đó thôi. Thì mọi thứ gì đâu có qua khỏi được ánh mắt của Chúa đâu, đúng không? Bây giờ ngược lại, chúng ta nói về cái cục đá, tảng đá lớn ở bên kim tự tháp, làm cách nào cũng đưa lên. Thì ông thầy tôi, ông giảng y chang như cái ổ bánh mì của Đức, của Chúa Giêsu. Thay vì tôi đi sâu vào cho đó, thì tôi hỏi cho quý vị một câu nha. Giả dụ tôi có cái khả năng là tôi lấy hết cái phần khoảng trống trong cơ thể của quý vị, vậy thì quý vị sẽ còn lại bao lớn đó, thấy chưa? Nhiều đó là quý vị đã thấy kinh hoàng phải không? Bởi vì tất cả chúng ta thấy có cái hình hài to lớn gì mà trong đó cái khoảng trống không ở trong đó. Nhưng mà vấn đề cái chất lượng nặng, cái trọng lượng nặng vẫn nguyên thủy. Thí dụ quý vị 50 kg, lấy hết cái khoảng trống trong người ra, quý vị còn lại có chút xíu, quý vị chỉ còn lại chừng hạn bằng cái chấm mực là cùng. Nhưng mà đi cân cái chấm mực đó coi, nó cũng nặng, nó cũng vẫn còn nặng 100 kg, nhưng mà nó tốt lại như vậy đó, nó nhỏ như thế này. Đó là cái bắt đầu mà các vị cách đây 5.000 năm về trước mà có khả năng cắt được tảng đá ra và thu đi cái khoảng trống trong tảng đá lớn cần kèn thì rinh không nổi, chứ còn lại bằng cái dấu chấm mực thì tại sao không rinh nổi? Tuy rằng cái chất lượng nó cũng vẫn còn nặng như thế, trọng lượng nó vẫn còn nặng như thế, cho nên nhỏ gọn, tuy nặng vẫn còn nghiêng, trọng lượng vẫn còn nghiêng, nhưng mà có khả năng rinh được cái điều đó chứ, đúng không? Nhưng mà không phải chỉ có nhiêu đó không thôi, nhưng mà quý vị phải đo làm sao cho đúng bốn cái góc đông tây nam bắc, phải đúng thiệt là chuẩn. Ngày hôm nay chúng ta là nằm ở cái thời điểm mà khoa học rất là tân tiến, cái đó máy móc đồ kinh hoàng, nhưng mà không có khả năng đo được chuẩn cho bằng cái kim tự tháp cách đây 5.000 năm về trước người ta đo. Nó chuẩn cái mức độ mà trong đó nó tạo được cái lực từ điển. Từ điển có cái gì? Nó có khả năng bảo hòa hết tất cả những cái gì mà chúng ta để ngay chính giữa đó. Thôi cái phần đó quý vị đã đọc báo, quý vị biết vào ăn chữa bệnh cũng được, nước để ngay chính giữa kim tự tháp đem ra là tưới cây, cây cũng mau lớn hơn, nấu cà phê phải uống ngon hơn, đủ thứ chuyện kim tự tháp. Người ta nói thần linh, không có thần linh đâu, cái này là cái niềm tin. Cho nên tôi xin thưa quý vị, làm bất cứ cái thứ gì, kể cả quý vị làm bất cứ cái thứ gì, thí dụ như
Thật sự mình nói những cái mà tệ nhất là quý vị chạy thể thao. Quý vị phải có niềm tin và quý vị có mục đích, chứ không phải là ra chạy thì ta chạy rồi mình cái thở không té ngã cái ạch xuống đất nữa thôi rồi à. Hoặc là mình tập thể thao à, mình phải nói là mình tập thể thao, nhưng mà cái kết quả của thể thao á, cho ai à, mình phải có cái mục đích thì mình làm mới được, mình làm mới được. Chứ còn nếu mình nói ra làm cho vui chơi thôi, nằm ở nhà đi quý vị, bất cứ cái thứ gì trên đời này quý vị phải có mục đích, làm và nghĩ tới cái mục đích đó thì quý vị sẽ thành công. Quý vị làm mà quý vị không nghĩ tới mục đích, quý vị sẽ không bao giờ thành công. Quý vị làm tốt một hồi nào cũng chẳng có thành công. Quý vị mà đi xe mà quý vị nói cho mục đích của tôi giữ chiếc xe này, tôi làm đẹp cái xã hội, nhất định chiếc xe của quý vị sẽ không bị reset. Là bởi vì sao? Bởi vì mỗi lần đi quý vị về cái là quý vị rửa sạch trước khi quý vị cho nó vô garage. À, thí dụ như vậy đó. Đó là mục đích gì? Mục đích quý vị làm đẹp xã hội. Còn quý vị nói mua xe rồi đi về, đi chơi rồi về thôi, không có gì hết. Chiếc xe đó nhất định sẽ bị reset sớm hơn chiếc xe của ông hàng xóm. À, cho nên kể cả khi chúng ta sống cuộc đời cũng vậy. Tôi không biết chừng nào tôi mang bệnh, tôi chưa biết. Thật sự A Di Đà Phật, tôi chưa biết lúc nào tôi mang bệnh. Nhưng mà từ lúc mà tôi rời khỏi nước Việt Nam, tôi qua đây thì thật sự tôi chưa có mang bệnh. Bởi vì tôi nói tại sao lại bệnh, tại sao mình không khỏe lên để mình đi chơi với bạn bè. Mục đích của mình là khỏe để đi chơi với bạn bè. Cái mục đích của mình là đi chơi với bạn bè. Mà mình bệnh thì mình đâu có đi chơi với bạn bè được đâu. Ở Na Uy này nó có cái luật lao động đó quý vị. Mỗi một năm mình được quyền là nghỉ 14 ngày phép bệnh mà không cần phải báo cáo, không cần phải đi bác sĩ. 14 ngày cái bệnh là gọi tội giờ ai chào ông sếp, bữa nay tôi bệnh nhức cái đầu. Nếu mình không nghỉ đó hả thì cũng được thôi, không có gì cả. Nhưng mà tôi vô trong sở làm tôi thấy ai cũng nghỉ hết, là cứ đâu cái xuống mùa, chẳng hạn như mùa này tôi thấy A B đều nghỉ bệnh, thỉnh thoảng tôi còn bắt gặp đi phố chơi. Thì một hôm nó nói mày làm chi vậy, trời ơi mày làm quá vậy, mày phải nghỉ bệnh để mà thảnh thơi chút. Tôi về tôi cũng gọi điện thoại em xem tôi bữa nay tôi cảm thấy ngủ nó không được tốt, tôi khó dậy khó chịu. Nói thôi được rồi, mày nghỉ đi, cho mày nghỉ 3 bữa. Không ngờ cái chuyện nghỉ 3 bữa nó cũng có cái hay. Có nghĩa rằng là con người mình tươi tỉnh, những ngày làm việc kế tiếp mình hiểu rõ cái câu chuyện rất là quan trọng và mình sẽ làm tỉ mỉ hơn nữa. Chứ không phải là mình nghỉ bệnh và nó sẽ bị ảnh hưởng đến công ăn việc làm ở tương lai nữa. Cuộc sống ở Na Uy nó như vậy đó quý vị. Cho nên khi mà chúng ta có cái niềm tin thì chúng ta sẽ gần như nó chẳng có cái bệnh gì cả. Thật sự mà nói như vậy. Có cái bệnh lười, bệnh bắt chước tôi đó. Thì ta thấy bạn kia nó nghĩ bệnh mình cũng bắt chước vậy. Gọi điện thoại chứ nghĩ 3 bữa chẳng làm được gì, nghĩ ở nhà cũng nó muốn bệnh thêm. Đấy. Cho nên bởi vì cái niềm tin của chúng ta không có thì làm việc gì nó cũng chạy ra trọc dậy lắm. Có nhiều người đi vô học đại học, trời ơi má tôi ba tôi bảo tôi đi học cái môn đó, học cái gì đó mà trượt lên trượt xuống chém. Thấy không? Đại học không phải vì mình mà bởi vì ai đó là cũng mệt lắm. Nhưng mà mình không có niềm tin quyết tâm để học là cái cũng kẹt. Mình phải học dưng cho cha mẹ chứ đừng có đi học bởi ai hết trơn.
Nếu quý vị mà học bởi ai là thâu kém, nhưng mà mình học để mình dưng, giữ gìn sức khỏe để mình dưng lên cho người nào đó. Mình học hoặc là mình chơi cái điều gì mình phải có cái mục đích của mình. Quý vị nghĩ là đi tu sớm làm sao khó lắm, nhưng mà khi mà bước vào đường tu rồi mình mới thấy, mình mới khám phá ra là bây giờ mới biết là mấy ông thầy tu ông có cái mục đích, còn mục đích đó hay lắm thật sự. Mình đứng ở ngoài mà không có khả năng mình nhìn thấy ở bên trong, mà mình đi vào bên trong rồi mới thấy đúng là đi tu dễ quá trời quá đất như thế này. Cái hay của cuộc đời như vậy. Cho nên xin trở lại cho tất cả quý cô bác anh chị em của chúng ta rằng chúng ta phải có niềm tin cái cuối cùng. Nếu quý vị không cầu nguyện, cái lớn nhất là gì? Quý vị hãy cùng với nhân gian mà giải thể đi cái tà quyền ở nhân gian này. Nếu quý vị nói rằng không, tôi nhỏ bé quá, tôi chỉ là hạt cát hạt nước, không có khả năng, thì thôi quý vị hãy cầu nguyện. Nếu quý vị nói cho tôi cũng mệt quá, chán quá, tôi ngồi chỗ không được, tôi không cầu nguyện được, thôi cũng được luôn. Quý vị đi chơi nhưng mang theo niềm tin rằng nước Việt Nam sẽ thái bình, nước Việt Nam sẽ không còn tà quyền cộng sản nữa, nước Việt Nam sẽ được thượng nhân thánh đức ra đời, nước Việt Nam có một minh quân sẽ cứu đất nước. Quý vị phải có cái niềm tin đó. Như cái đó là nhẹ nhất, mà quý vị không làm được thì A Di Đà Phật. Quý vị phải có niềm tin. Tất cả 10 đứa con của mình hãy có niềm tin rằng cứu mẹ mình thoát nạn nếu mẹ mình đang mang bệnh. Tất cả gỡ niềm tin được người mẹ rằng mẹ tôi sẽ thoát khỏi cái nạn bệnh ốm đau. Niềm tin đó. Quý vị nên nhớ, ở trong cơ thể của chúng ta có một cái kho thuốc vĩ đại. Cái kho thuốc mà trời quá nóng thì nơi đó nó tước ra một cái chất để nó điều hòa lại, nó làm cho mát. Nếu ngồi trời quá lạnh thì ở trong đó cũng chất, nó gửi ra cho một cái chất để điều hòa, nó làm cơ thể ấm lại. Hãy có niềm tin gửi đến để mà trị bệnh. Thuốc mê nó cũng giúp cho một phần nào đó thôi, chứ không phải là toàn diện đâu. Cho nên cụ thể nhất mà chúng tôi muốn khẳng định hôm nay, con tà nó cũng có đẳng cấp của nó đó nha. Khi quý vị nghe tôi nói như vậy thì quý vị cứ tản lờ, bỏ đi cái sự quyết tâm cầu nguyện. Quý vị nói chờ nghe ông Francis này nói cầu nguyện được không, mình cầu nguyện sao, cầu nguyện hoài không được. Quý vị nên nhớ là con tà nó có đẳng cấp của nó, nó phép tắc nó cũng tàn bạo lắm. Cho nên chúng ta cần gì? Hộ lực cầu nguyện. Một mình quý vị la quơ làng xóm ơi nhà cháy, đâu có ai nghe được đâu. Nhưng mà nguyên cả xóm làng la, làng xóm quơ nhà cháy, nhất định là nghe khắp nơi. Cái ý là vậy. Chúng ta phải có sự hộ lực để cầu nguyện. Như vậy mới giải thể được con tà quyền cộng sản ở Việt Nam được chứ. Tại sao chúng tôi gọi cộng sản là tà quyền? Bởi vì ngày hôm nay nó đã chứng minh cho quý vị thấy rồi đó. Chúng nó chỉ là thờ đảng và bác của chúng nó thôi, chúng nó chưa bao giờ biết thờ thần thánh. Còn chúng nó ngày hôm nay chúng nó thờ thần thánh, nhưng mà nó đưa sư quốc danh vô trong đó, nó thờ. Rồi có nhiều ông quốc sư phải nói là không biết cái liêm sĩ của mình, trách cái đại nguyên soái Lý Thường Kiệt, tại sao Lý Thường Kiệt xu quân đánh Tào Cộng, cho rằng Tào Cộng là đàn anh, nước Việt Nam là đàn em. Đó là một ông nhà sư quá ư là ngu xuẩn. A Di Đà Phật. Bởi vì sao? Ăn tiền Hồ thì phải nói theo lời của Hồ Chí Minh mong muốn.
rồi còn tạc tượng hình Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là con quỷ râu xanh, là hà hiếp con nít rồi giết con nít, diệt khẩu. Rồi vu oan rằng là tàu máy bay Mỹ ngụy bắn giết. Nó tàn bạo như thế đó. Nó là tên gián điệp của Tàu Cộng đưa qua để lãnh đạo cái đám cộng sản Hà Nội để cướp chính quyền mà không can qua chiến tranh. Người Tàu nó khói đất nước Việt Nam mình lắm, mà nó muốn đánh mấy ngàn năm trước cho đến tới bây giờ, nó muốn chiếm mà nó chiếm không được. Cho nên kỳ này nó dùng luôn cả phép tắc để nó thu gom đất nước Việt Nam chúng ta. Cho nên chúng nó có đẳng cấp, mà hãy nói chung mà cùng tà ma có đẳng cấp thì chúng ta cần phải có hợp lực. Chứ chúng ta đừng có nói nghe Francis nói cầu nguyện sao, cầu nguyện hoài không được. Tại chúng ta phải nói rờ rạc tư duy quá. Chúng ta phải hợp lực. Quý vị nhìn thấy trong tiếng chuông, tiếng mõ, ở trong các lần cầu nguyện ở trên mỗi các chùa, nó là chi? Đánh trong đánh mõ vang tiếng âm vang đến tới cái mục đích mà mình cầu nguyện. Có nhiều người nói cầu nguyện bằng cái tâm, nếu tâm quý vị thật tịnh thì ok tốt, còn nếu tâm của quý vị không tịnh thì quý vị phải la hét cho thật lớn ra đó. Chứ còn cái tâm của quý vị không tịnh mà quý vị nói thôi cầu nguyện âm thầm bên trong, cái tâm là quan trọng, không có quan trọng giống như quý vị nghĩ đâu. Quý vị nói dùng cái tâm, quý vị nằm, quý vị cái âm thầm ở trong đó, quý vị nghĩ trời lát nữa đi chợ, lát nữa đi ăn bánh, lát nữa ăn cà rem rồi không, chứ quý vị đâu có cầu nguyện đâu. Cho nên nói tới cái tâm phải dành riêng cho các vị Bồ Tát, các vị đó người ta truyền tâm đi để người ta nói chuyện với nhau bằng cái tâm mới có khả năng. Chúng ta chưa có dựng được cái tâm đó thì chúng ta phải cầu nguyện ra bằng lời. Cho nên khi mà tà quyền nó có đẳng cấp như thế đó thì chúng ta nhất định phải hợp lực để mà triệt tiêu nó. Mà hôm nay rất mừng cho quốc dân Việt Nam chúng ta có một vị minh vương để cứu nguy dân tộc mà không cần thiết phải can qua chiến tranh đổ máu. Quý vị nên nhớ, chúng ta ngày xưa trong thời đệ nhất đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa có xe tăng đại pháo quân đội ầm ầm, có một chiến lược lãnh đạo từ trung ương đến địa phương, nhưng không làm được cái gì cả. Bởi vì con tà lúc đó nó rất là mạnh vững. Vì thế ngày hôm nay ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Quân phải nói là, tôi khẳng định cho quý vị biết là quốc dân Việt Nam phải nói là được trời sanh ra mới có vị lãnh đạo như Đức Quốc Công Tổng thống Đào Quân lãnh đạo đất nước chúng ta. Ngài sẽ nhất định không cho can qua chiến tranh đổ máu, bởi vì tiêu diệt con tà bằng bắt đầu cái đổ máu hận thù nhất định nó sẽ tái diễn. Cho nên ngài dùng tâm để trị vì đất nước. E rằng quốc dân chưa bao giờ hiểu thấu, ngài mới ghi ở trên hiến pháp của ngài rằng Việt cộng bỏ cộng, còn Việt Việt không giết Việt. Như thế mới trị vì đất nước, chứ còn đem giết 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 sẽ giết chắc chồng, hận thù như núi như nọt. Cho nên chúng ta hôm nay phải nên có một sự quyết tâm hiệp lực để cầu nguyện sớm giải thể tà quyền cộng sản Việt Nam. Chúng ta có một vị lãnh đạo anh minh, ngài đã hy sinh hết cuộc đời của ngài cho quốc gia dân tộc. Chúng ta cũng phải quyết liệt theo ngài
để cùng Ngài giải thể tà quyền Cộng sản Việt Nam. Chính tập đoàn Cộng sản nó cũng còn cầu mong được giải thể chúng nó cơ mà. Nhưng bởi vì chúng nó đang nằm trong một cái con thuyền của chúng nó thì chúng nó khó mà la hét lên kêu gọi chúng ta. Nhưng chúng tôi ở nước ngoài, chúng tôi nhận không biết bao nhiêu tin tức của chúng ở trong nước gửi ra. Chính họ cũng muốn được cứu cơ mà. Chứ đâu phải chỉ có người dân không, chính đảng viên đảng Cộng sản cũng muốn được cứu chứ. Bởi vì họ biết rằng người Cộng sản chỉ là bá xạo thôi, chẳng có cái chiến lược, chẳng có cái mô hình gì của một xã hội. Quý vị bữa nào có cơ hội Nguyễn Phú Trọng hay là Nguyễn Xuân Phúc, ê các ông cho chúng tôi biết cái mô hình của xã hội chủ nghĩa sẽ làm sao, sẽ và sẽ đi như thế nào mới lên được xã hội chủ nghĩa. Mà 46 năm nay rồi, nghe cái ông cái la làng hoài mà ông biết được xã hội chủ nghĩa đường đi nó xa hàng nào à, bữa nào hỏi vậy? Thì ông sẽ trả lời câu rất là nhẹ nhàng: chúng tôi còn đang nghiên cứu mô hình xã hội chủ nghĩa. Làm gì nghiên cứu, làm gì cái ông mà có được cái mô hình đó đâu mà nghiên cứu. Cái ông chỉ là lừa bịp thôi. Ngày hôm nay quý vị thấy nó coi quốc dân là một cái gì đó nó còn tiêu diệt. Nhưng mà cái ánh mắt của quốc tế nó nhìn quá rõ và sâu rộng ở bên trong, cho nên họ chùm tay rồi đó. Mà máu đổ đầu còn rơi đó, giả dụ họ không chùm tay thì kinh hoàng lắm. Những cái gì quý vị đã biết ngoài xã hội hôm nay là một cái mà nó không che đậy kịp, quý vị biết. Còn những cái phần bên trong cho chúng nó tiêu diệt kinh hoàng lắm. Người dân chết như rã mà quý vị đâu có biết. Cho nên đất nước ngày hôm nay là điêu linh, quốc dân là thiên hạ. Quốc dân phải có cái trách nhiệm đó, chứ không phải là sống và mọc lên trên đất nước Việt Nam như thế rồi than trời trách phận. Quý vị than đâu có được đâu, bởi vì quý vị không làm cái trách nhiệm của mình, quý vị than trách chẳng có ai nghe đâu. Tóm lại, quý vị phải có cái niềm tin đi chơi đâu không cần biết, phải có niềm tin rằng chế độ Cộng sản sẽ tiêu và đất nước Việt Nam sẽ được trở thành thượng nhuôn thánh đức và được là một mảnh đất là thánh địa, và để Tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ trở về phục vụ quốc dân Việt Nam. Trong hiến pháp có ghi rất rõ quốc dân Việt Nam sẽ hưởng quê lợi như thế nào, ghi rất rõ. Lương của quốc dân Việt Nam, lương cu ly tệ nhất là phải bắt đầu từ 1.000 đô la. Khi đệ tam Việt Nam Cộng Hòa trở về nước thì cái ban an sinh xã hội thiết lập tức khắc, người già trẻ đều có sự dưỡng nuôi. Tuổi trẻ vào trường từ mẫu giáo cho đến đại học không cần thiết phải lo về kinh tế, bởi những cái mái trường đó là tương lai của đất nước, là tương lai của dân tộc, đã có nhà nước cung ứng cho. Và tất cả toàn dân ai cũng phải có một cái mái nhà che trên đầu. Đó mới gọi là lo cho dân, cho nước. Ngài Đức Quốc Công từng nói mà, Ngài xem dân như con vậy đó, cư xử dân như cha, như mẹ. Nói tóm lại, Ngài Đức Quốc Công lãnh đạo đệ tam Việt Nam Cộng Hòa hôm nay, chứ không phải đất nước Việt Nam chúng ta hôm nay, không phải là do tập đoàn Cộng sản lãnh đạo đâu. Mà hôm nay lãnh đạo đất nước là Đức Quốc Công Tổng thống Ngài Đào Minh Quân. Nếu tập đoàn Cộng sản nó là có chính phủ, nó có lãnh đạo, thì nhất định dân không đói, không khổ, và nhất định không có Francis này ngồi đây mãi như thế này đâu.
Nếu tập đoàn cộng sản là một chính phủ lo cho dân vì dân, nhất định chúng nó wannabe này mời Francis này về nước từ lâu rồi. Chúng nó không có khả năng làm điều đó bởi vì chúng nó không phải là chính quyền. Chúng nó là bọn tà quyền, là bọn khủng bố. Cho nên trong đất nước ngày hôm nay 46 năm trôi qua, không còn tiếng súng mà đầu rơi máu đổ. Chúng tôi làm thống kê, mỗi một ngày đất nước Việt Nam mình chết trên hai đại đội, có ngày là chết cả tiểu đoàn theo cái quân số của quân đội. Chết dễ đấy. Bởi vì quốc dân là một cái tiềm ẩn đối với tập đoàn cộng sản, nó muốn tiêu diệt, nó muốn là tiêu diệt cái đề kháng của quốc dân, và chết càng nhiều càng tốt đối với tập đoàn cộng sản. Nó xem quốc dân, cái chết của quốc dân không đáng quan trọng, và nó muốn triệt tiêu mầm mống của người Việt của chúng ta để chi? Nó dâng nữa Việt Nam cho Tàu cộng. Bây giờ trong nước Việt Nam, quý vị nghĩ là dân Việt Nam đang lãnh đạo đất nước hay sao, đang chỉ huy đất nước hay sao? Đó là tụi Tàu không có đất nước. Nguyễn Phú Trọng là con của Trung tướng Hồ Văn Hoan, và Tô Lâm cũng thế, chứ đâu phải là người Việt Nam đâu. Và tất cả các giám đốc công an khắp các tỉnh là toàn là người Tàu làm gì hết. Quý vị hãy ra đường khi mà nghe chúng nó nói, nói chuyện mà nó nói đúng văn phạm đó nha, là Tàu. Người Việt Nam mình nói tiếng Việt của mình không cần văn phạm, nói quạch ra mà ai cũng hiểu, ai cũng nghe. Nhưng mà người Tàu đó, nó nói tiếng Việt, nó nói rất là đúng văn phạm. Mà hôm trước tôi đã chia sẻ, chúng nó đã chuẩn bị học tiếng Tàu ngay năm 1900, trước năm 1974 thì chúng nó đã nói quá thành tiếng Việt rồi, người Tàu. Cho nên bây giờ nó vô nó nắm hết những cái chức vụ quan trọng, nhất là cái ngành công an, thuận lợi người Tàu không đúng không? Mỗi lần mà xuống mà đánh dân là nó đánh tàn bạo, nó nói là dân này cần nên đánh để cho chết, đánh cho Việt Nam chết. Cho nên tôi mới nói là quý vị đừng bao giờ tự nhổ cái đinh bằng tay. Quý vị có khả năng chửi cộng sản thì tại sao quý vị không có khả năng dẫn nhau về nhà hết, ngồi bên tách cà phê, cầm cái iPhone lên, trưng cầu dân ý, khước từ chế độ cộng sản không chấp nhận chúng nó, và trưng cầu dân ý đó chọn đệ tam Việt Nam Cộng Hòa trở về quê. Quý vị tại sao quý vị không làm điều đó? Quý vị có khả năng nhiều mà quý vị dùng khả năng quý vị trật chỗ, cho nên quý vị điêu linh hàng ngày lại cho đó. Bây giờ quý vị làm chưa trễ, rủ nhau hết. Bây giờ đừng có nhổ đinh bằng tay nữa, hãy dùng cái kềm của chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa nhổ cái đinh đó. Cho nên từ đây trở đi, quốc dân Việt Nam là thiên hạ, là quyết định hết trong mọi vấn đề của đất nước. Còn quý vị thờ ơ vô trách nhiệm, tà quyền cộng sản nó lợi dụng cái chỗ thờ ơ vô trách nhiệm của thiên hạ của Việt Nam, chúng ta ngự trị, chúng ta rút từng cái gọi là rừng vàng biển bạc của nước Việt Nam của chúng ta trở về Bắc Kinh hết tất cả. Này, nhắc tới cái đó rất là đau thương. Cho nên khi từ đây trở đi, chúng tôi cũng thầm báo cho quý vị biết là chính phủ quốc gia Việt Nam Lâm thời chuẩn bị mở văn phòng tại Sài Gòn cho cái đoàn công lực quốc tế làm việc để triệt tiêu tập đoàn cộng sản, mà thu hồi lại tất cả những tài sản mà tập đoàn cộng sản nó cướp giật quốc dân Việt Nam từ mấy mươi năm qua. Và cái số tiền mà ngài Đức Quốc Công được tòa án môi trường quốc tế phán quyết tập đoàn cộng sản Tàu và cộng sản Việt Nam phải trả cho ngài Đức Quốc Công 38.000 tỷ đô la, và mỗi tên đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, mỗi một tên phải trả cho ngài Đức Quốc Công
20 tỷ Mỹ Kim mỗi một tên. Mà gần cả là trên 1 triệu đảng viên như thế. Cho nên những ngày tháng, đây là những ngày tháng mà rất là đặc biệt ở tại nước Việt Nam, để cho quốc dân Việt Nam sẽ nhìn thấy cái ánh bình minh đang lộ dạng. Cho nên xin thưa quốc dân Việt Nam, đó là ngày chúng ta chia sẻ cùng nhau và gửi gắm quý vị hãy để giữ niềm tin, và một ngày mai đây chúng ta sẽ có mặt tại Sài Gòn. A Di Đà Phật. Đem ấm no cho dân ta đến một thời lầm than. Việt Nam tân dân chủ, chiều người đồng tâm như ta, khắp chốn muôn nơi đem tâm huyết bỏ khắp núi sông, xóa bóng mê tín cho dân có nhân quyền tự do. Kính chào Bình Thủy. Dân Việt Nam anh dũng kiên cường, tay trong tay ta nào ngày chỉ muốn vang vang có ánh sáng anh đua tân Việt Nam soi sáng muôn nhà cho tương lai thăng hoa nước non Việt Nam chào sáng tươi. Chào quý vị và chúc quý vị một cuối tuần thật là bình an bên người thân yêu. A Di Đà Phật. Cho dân ta đến một đời lầm than. Việt Nam tân dân chủ, chiều người đồng tâm như ta, khắp chốn muôn nơi đem tâm huyết bỏ khắp núi sông, xóa bóng mê tín cho dân có những quyền tự do. Vững chí tiến bước dân Việt Nam anh dũng kiên cường, tay trong tay ta nào ngại chỉ muốn vang vang có. Thắp sáng anh đua tân Việt Nam soi sáng muôn nhà cho tương lai thăng hoa nước non Việt ngàn năm xa xôi. Hương chi tiên bước tân Việt Nam anh dũng kiên cường, tay trong tay ta nào ngày chỉ muốn vang vang có. Thắp sáng anh đua tân Việt Nam soi sáng muôn nhà cho tương lai thăng hoa nước non Việt ngàn năm. Ok, kính chào quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.